Anh Jinju đang bón phân cho cánh đồng ngô của gia đình ở miền Nam bên Anh. Bất chấp việc giá phân bón liên tục tăng phi mã trong thời gian gần đây, song anh Jinju cũng không hề lo lắng về việc thiếu hụt phân bón, bởi giờ đây anh đã chuyển sang dùng phân bón hữu cơ dạng lỏng có sẵn do trong nước sản xuất. Các loại cây trồng phát triển tốt và cho năng suất cao hơn nhiều so với khi trồng bằng phân bón hóa học. Bởi khi bón bằng phân bón hóa học, cây trồng nhanh bị thối rữa, có khi chỉ trong vài ngày. Nhưng trồng bằng phân bón hữu cơ thì đến 3 tuần sau mới bị thối. Loại phân bón hữu cơ mà anh Jinju sử dụng mang tên Magico do một doanh nghiệp trong nước sản xuất. Doanh nghiệp này đã dùng lá cây, đậu tương, bột mì, vỏ ốc nghiền nát rồi ngâm chúng để tạo ra một loại phân hữu cơ dạng lỏng màu nâu. Trước kia, nông dân chỉ thu hoạch được 850 kg đến 1 tấn ngô mỗi hecta. Nhưng bằng cách sử dụng phân bón hữu cơ của chúng tôi, năng suất có thể tăng tới 4 tấn một hecta, thậm chí là còn nhiều hơn. Nhờ những lợi ích thiết thực cho cây trồng, nhu cầu về loại phân bón hữu cơ này ngày càng gia tăng. Thứ phân bón mà các nông dân đang tìm kiếm đó là một sản phẩm đem lại năng suất cao mà lại tiết kiệm chi phí sản xuất. Và chúng tôi đã tìm ra câu trả lời cho người nông dân. Đây chính là giấc mơ của chúng tôi. Điều quan trọng hơn cả, sử dụng phân bón hữu cơ được xem như là một giải pháp thay thế bền vững hơn, thân thiện với môi trường hơn so với những loại phân bón nhập khẩu đắt đỏ khác.